Hello, xin chào các bạn đến với video tiếp theo của kênh Kiếm Tiền. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn các bạn bán cái đồng AVKT token của các bạn nhé. Và cái ví này thì hiện tại nếu các bạn mà chưa có thì các bạn có thể là xem lại video trước cho mình nhé. Ở đây thì hiện tại nó vẫn cho các bạn nhận được cái đồng token của nó nhé. Nhưng mà mình không biết là hiện tại các bạn làm nhiệm vụ nó có được cộng hay không nha. Thì nếu như mà nó chưa cộng thì các bạn cứ làm xong là các bạn đợi vài ngày xem nhé. Đợi trong vòng 24 giờ xem nó cộng như nào nha. Rồi thì ở đây nó sẽ hiện cho các bạn là các bạn sẽ hoàn thành là 5 năm lịch sử giao dịch, ví dụ như là gửi tiền vào hoặc là rút tiền ra, các bạn sẽ nhận được là 75 cái đồng AVKT token. Còn các bạn muốn nhận thêm là 30 cái đồng AVKT token này thì các bạn phải gửi tiền cho một bạn ở trên cái ví này nhá. Thì cái video trước thì mình hướng dẫn các bạn là nạp tiền và rút tiền để các bạn nhận là 75 AVKT token rồi. Nhưng mà cái 30 token này thì mình chưa hướng dẫn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn qua nhá. Đầu tiên thì các bạn sẽ đi vào cho mình một chat này. Các bạn sẽ tìm kiếm cho mình một bạn để các bạn gửi tiền vào nhá. Ví dụ ở đây các bạn muốn gửi cho một bạn nào đó thì các bạn có thể là nhập ở trên này nhá. Thì mình nghĩ là các bạn cứ chọn vừa một cái tên người dùng thôi. Các bạn chọn xong thì các bạn sẽ nhấn vào gửi nhá. Ok chưa ạ? Thì ở đây các bạn sẽ kích vào cho mình cái phần là gửi này, các bạn sẽ nhấn vào gửi nhá. Ok thì nó sẽ hiện cho các bạn là những cái đồng coin các bạn đang có nhá. Nếu các bạn mà có BNB hoặc là các bạn có TRX Dogecoin hay là cái đồng Matic thì nó sẽ hiện ở đây nha. Còn nếu như mà không có thì nó sẽ không có đồng coin nào nó hiện ở đây đâu các bạn ạ. Các bạn phải nạp coin vào nhá, phải nạp vào xong các bạn mới giao dịch đấy nhá. Ok, các bạn muốn gửi đồng coin nào cho bạn ở trên cái ví này thì các bạn có thể là kích vào nhá. Ví dụ như là TRX các bạn sẽ kích vào này. Sau là ở đây nó sẽ hiện cho các bạn là nhập min tối thiểu, các bạn có thể là nhập tối thiểu là bao nhiêu TRX để gửi cho họ nhá. Tiếp tục muốn gửi này. Tiếp tục này. Nhập địa chỉ à đâu? Nhập mật khẩu giao dịch của các bạn nhá. Ok, như vậy thì mình đã gửi thành công cho bạn này nhá. Rồi, như vậy là mình đã gửi thành công cho bạn này. Thì bây giờ ấy, các bạn sẽ nhận được thêm là 30 cái đồng AVKT token này rồi nha. Tổng cộng của nó sẽ lên là 105 cái đồng AVKT token nhá. Ok chưa các bạn? Rồi còn cái 70 này thì các bạn phải làm nhiệm vụ khác nhá. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ hướng dẫn ngắn gọn cho các bạn cách thức bán cái đồng AVKT token này nha. Ok. Ở đây đầu tiên các bạn sẽ đi vào cái phần là mua bán cho mình nhá. Sau là nó sẽ hiện cho các bạn là những cái sàn ở đây các bạn bán được là cái thằng AVKT token. Và hiện tại thì cái thằng AVKT này nó mới list được trên cái sàn PancakeSwap thôi. Cho nên các bạn chỉ là kích vào PancakeSwap thôi nhá. Ok, các bạn kích vào rồi thì các bạn đợi một chút nhá. Rồi thì đầu tiên các bạn hái kết nối địa chỉ ví của các bạn nhá. Các bạn sẽ kích vào cái thằng Binance này nhá. Đây các bạn sẽ kích vào cái thằng Binance này cho mình. Các bạn sẽ chọn là Binance này. Các bạn sẽ đợi nó chạy lại nhá. Đợi nó load lại nhá. Nó sẽ hiện ra là số dư của các bạn nhá. Coi như là các bạn đã kết nối ví thành công nhá. Đây. Đây là cái số dư của mình nhá. Số dư BNB. Còn cái thằng BNB các bạn cứ giữ nguyên cho mình này. Các bạn sẽ kéo cho cái thằng Kake này, các bạn sẽ chọn cho mình là cái AVKT token nhá. Rồi thì trong trường hợp nếu như cái thằng AVKT token này của các bạn nó không hiện ở đây ấy, các bạn sẽ phải là dán địa chỉ ví có chắc của nó nhé. Và địa chỉ có chắc thì mình sẽ ghi trong phần mô tả video luôn nha, để các bạn lấy đơn giản hơn nhé. Các bạn dán địa chỉ ví có chắc của cái thằng AVKT token này thì nó sẽ ra cho các bạn là AVKT token nhé. Các bạn sẽ kích vào này. Sau là nó sẽ hiện như này. Các bạn muốn mua thì các bạn có thể là nhập số BNB để các bạn mua nhé. Ok chưa ạ? Ví dụ ở đây các bạn muốn mua bao nhiêu đồng thì các bạn có thể là nhập BNB vào để các bạn mua nhé. Đây. Ok thì mình nhập là 0.001 BNB thì mình sẽ nhận được là 56 cái đồng AVKT token nha. Ở đây nó sẽ hiện cho các bạn là các bạn có thể là swap ngay nhé. Ok chị ạ, các bạn có thể là swap hoặc là các bạn sẽ xác nhận lại phí gas của nó nhé. Nếu như mà nó hiện cái phí gas này nó quá thấp ấy, các bạn có thể là chuyển cho mình là 5%, 10% phí gas nhá. Ok chưa? Các bạn bằng cách các bạn kích vào cái mục cài đặt này, các bạn sẽ tăng lên cái phí gas của nó nhá. Phí gas các bạn muốn như nào thì cứ nhập vào thôi.
Ok chưa? Nhưng mà ở đây là mình bán lại nhá. Mình sẽ hướng dẫn các bạn bán là 105 cái đồng nhá. Còn hiện tại là mình đang có là 146 cái đồng AVKT token nhá. Ok, thì ở đây mình sẽ nhấn vào mũi tên ngược lại này. Rồi thì bây giờ mình sẽ chọn là cái số AVKT token của mình sẽ bán ra, nó sẽ là được bao nhiêu BNB nhá. Ok, tiếp tục này, đây. Tổng cộng là mình là có 146 cái đồng AVKT token thì mình sẽ bán ra là 0,8 USD nhá. Nó sẽ tương đương là 0,003 BNB nha. Và cái giá của cái đồng AVKT này nó sẽ nhảy xuống hoặc là nhảy lên rất là nhanh, cho nên các bạn cũng phải cho cái phí của nó cao một chút nhá. Ok, thì ở đây mình sẽ thử swap xem nha. Đầu tiên các bạn sẽ kích vào để các bạn xác nhận phí giao dịch nhá. Ok, submit này. Ok, thì bây giờ là mình sẽ swap sang nhá. Đây, mình đã yêu cầu thành công thì mình sẽ swap lại nhá. Cái số BNB mà mình nhận được nhá. Cái này thì giá của nó nhảy lên xuống liên tục luôn. Ok, mình sẽ kích vào swap xem nhá. Xác nhận này. Submit này. Các bạn đợi một chút xem mình có swap thành công hay không nhé. Ok, như vậy là mình đã swap thành công. Quá ngon các bạn ạ. Nó hiện là mình đã swap thành công nhé. Đấy, thì hiện tại các bạn muốn bán thì cứ bán đi nha. Mặc dù nó giá nó rất là nhỏ nhưng mà cũng tùy theo một số bạn thôi. Các bạn thích bán thì bán nhé. Còn không thì các bạn có thể là giữ nguyên nhé. Ok chưa? Còn bây giờ thì cái số BNB của mình nó đã lên rồi nhá, vừa nãy là 0,003, hiện tại là lên 0,005 BNB nha. Nhưng mà mình nghĩ hiện tại là các bạn cũng không nên bán rồi nhá, bởi vì phí giao dịch của nó cũng tương đối là cao luôn. Nhưng mà hiện tại là mình hướng dẫn một số bạn thích bán thì bán nha, không bán thì thôi. Ok chưa ạ, không bán thì các bạn có thể là giữ nguyên để vài hôm nó tăng giá các bạn bán sau nhá. Rồi thì như hiện tại là các bạn đã thấy là cái số dư của mình đã lên là 1 đô nhá. Tức là mình đã bán cái thằng AVKT token này sang BNB thành công rồi nha. Đây, cái số dư AVKT token của mình là 0 đồng nhá. Còn BNB của mình đã lên rồi nhá. Ở đây mình sẽ cho các bạn xem lịch sử nhá. Đây, mình đã yêu cầu xác nhận để các bạn xác nhận để mình giao dịch nhá. Đây, nó hiện là điều thành công hết nhá. Mình thử hiện là 2 giao dịch nhá. Còn về mua thì các bạn cũng sẽ làm tương tự ngược lại nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ dừng video tại đây nhá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.